Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Red Alert 3 tiếp ha. Rồi, nó nói là hôm trước thì chúng ta đã khá là thành công cho cuộc chiến giữa các Shogun. Có điều là mình hơi ngáo, mình đánh lầm tên rồi bạn Nguyễn Quang Lương có nhắc mình rồi, thì ok, cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta có thể ra biển khơi để mà lấy battleship ship được rồi, nhưng mà chơi Nhật đó cũng lấy đồ của Nhật hoài cũng chán, mình chơi cái khác đi. Mình nghĩ là mình sẽ tìm cách để lấy cái này cho phe đồng minh. Không biết màn này đánh thế nào. Ồ chà, màn này chơi luôn với cả bốn con ba ba con mắm, căn cứ của cả ba con mắm này à. Thủ hai đường thì chắc cũng khó. Màn này lại ít biển nữa. Chơi phe Soviet thì chắc cũng được, nhưng mà trong trường hợp này mình đồng minh đấu với đồng minh thì mình sẽ lỗ, tại mình không công nghệ, mình không bằng nó. Thành ra mình nghĩ là màn này mình chơi Soviet đi, mình lấy trực thăng mình bắn dồn dập vô trận địa thì chắc cũng được. Không thôi màn này nó dày, có khả năng cao là mình có thể dùng xe tăng mình đẩy của đội hình nó cũng hay. Lâu rồi không dùng chiến thuật xe tăng các bạn, cứ chơi phe Nhật hoài. Nhiều bạn cũng nói ông chơi Nhật không biết, là thật ra Nhật nó bị cái nó dở là nó không xây được cái tường này nè, nó xây cái tường quanh cái nhà chính của nó là nó đứng cứng ngắc luôn. À màn này thấy rõ trên bản đồ vậy dễ chơi. Rồi có điều giờ chúng ta lại gặp khó trong cái vấn đề mở rộng căn cứ nữa đây. Mà phe Liên Xô thì hình như là mình cũng gặp một vấn đề không nhỏ, đó là mình chưa có cái trụ điện của nó, mà vậy thì không chống tăng được. Nó đánh từ hai đường là mình chịu luôn đấy. Không biết con mắm này chiến tập này nó muốn xài cái chiến thuật gì đây, kiểu này chắc phải bố trí súng đầy khắp nhà quá. Rồi cái này là để bố trí lực lượng. Đây đồng minh thì hay xài không quân. Cái màn này cái map nó trắng, cái tuyết nó trắng quá không thấy đường để mà bố trí súng luôn á, đi rà rà luôn, tại cái đường của mình nó màu vàng. Tàu của Liên Xô thì mình chưa có, với lại mình sẽ dùng xe tăng. Rồi đây. Rồi đây. Chỉ là để gọi chiếc xe này ra nè các bạn. Xe này hình như là mua được ở chỗ mấy chiếc tàu, cái nhà tàu luôn thì phải, nhưng mà tại mình chưa có tàu phóng tên lửa. Rồi cái gì đây? À mấy cái xe à, đồng minh mà này đồng minh đâu có tiếp viện hả? Ok vậy anh trai, mình thì có mấy cái này rồi, nhưng mà mấy cái này một khi nó thành lô cốt rồi nó không đứng lên được nữa. Mấy cái xe phóng tên lửa này thì nó không có đủ độ bền. Rồi đi đường nào thì cũng ăn đạn nè chú em. Cũng may là mình dàn quân mình thủ hết rồi đấy. Rồi tiên phát chế nhân chơi lẹ nào. Lẹ em thôi chết. Đây. Rồi tốt. Khoan, tạm ngưng. Mình không đủ tiền để chơi, mình chi thoải mái kiểu này các bạn. Nguy hiểm. Hai cái nhà tiền ra nó hơi ít. Rồi, ok. Xây lô cốt nào. Đây khoan, cái nhà lính đây luôn.
rồi mua một cái thằng kỹ sư. Từ từ đợi xíu nó ra mình bắt nó xây cái thêm một cái trụ ở đây đó. Cái trụ này thì cũng không phải muốn xây sao không xây, mà ít nhất thì nó cũng tương đối đây đề phòng nó. Đây hai thằng nó phải nằm gần nhau mới dễ chơi. Cái gì đây, đồng minh giá này nó toàn chơi cái xe này không tơi. Rồi đây vô đây mua thêm 5 thằng này nữa. Rồi ok, cái này bắt đầu mua tiếp được rồi. Cái này mình bắt đầu có xe phóng tên lửa cho nó đi hỗ trợ cũng được. Cái này là cái gì? À có một cái mỏ dầu đây nữa, mà cái khó thủ lắm tại gần nhà nó quá. Rồi ở đây là ở ngoài biển thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thêm cái phòng không ở đây đi. Tại ngoài biển nữa khi nó kêu nó gọi không quân ra mình cũng mệt. Đồng minh là nó hay xài không quân. À đi hết một cái lô cốt của mình rồi. Rồi chạy ra đây đứng đề phòng đi. Rồi tốt. Đây. Rồi tạm thời an tâm. Đánh bên này trước thì chắc sẽ lợi hơn. À mà cái này thì mình lại không cần. Rồi có cái này để mình lấy tiền của đối phương cho nó lẹ. Nó kiếm cái này ở đây phải có trực thăng mới ra được. Tại tăng mình thì không lội nước được, chỉ có tăng của Nhật là lội nước được thôi. Nhật có thể bao nhiêu dùng hệ thống nano để mà hồi máu nữa. Cũng may là mấy cái này thì tương đối là dễ phá. Có điều nó ở dưới nước thì nó sẽ mạnh hơn, tại dưới nước nó có thủy lôi, có ngư lôi nó bắn. Rồi, ok, tạm yên. Đây, xin tí tiền. Rồi, chiếu. Cảm ơn nha, đang cần đang cần đồ đây, chiếu nó. Cảm ơn. Rồi, đây. Không biết nào lấy được đồ thôi kệ. Ấy trời, không để ý cái là có chuyện liền. Cái này mình bị dướng cái này nữa. Này đề phòng nó đưa xe tăng lên là chắc là phải hai cái ở đây cùng nhau bắn mới được. Không thôi là bỏ lính đây mà đây phải thêm cái nhà lính nữa à. Rồi, xây thêm một cái nữa thôi biết sao giờ. Ba cái nhà mất tiền. Rồi ráng lên, nó chưa phải đông đông một tí đi mới được. Đồng minh, căn cứ đồng minh thì hiện giờ nó chưa có cái trụ thì không sao. Sợ cái trụ của nó thôi. Ê trời. Ờ anh em, đi anh em ơi. Đây, dòng xuống. Nó ra được chỗ này, nguy hiểm. Đây, xuống dứt nó. Rồi đánh đường nào trước được. Đúng là dùng trực thăng thì sẽ ngon hơn, mà tại vì bàn này nó hơi nhiều cái kia. À đây cái đây là chiếu cái chiếc xe này của nó, chứ đây là cái chiếc mạnh nhất của nó. Rồi ngon. Chiếu. Nhiều đây đi thì hơi ít, không biết có thành công hay không mà thôi kệ. Đánh cái đã. Rồi lúc đó ở nhà thì cứ mua đi là tính. Rồi đội số 1 chờ lệnh. Vậy đi, bắt đầu nãy chưa đánh nên chưa có định mua. Bây giờ thì chiếu được rồi. Chiếu.
Chiếu xe đó. Chiếu. 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 Rồi, ngã ra. À, mình hái được cả súng laser của nó là thấy nó dở rồi. Rồi, ok, vòng vòng qua bên đây, nhanh. À quên, mình chưa ra lệnh cho nó cái này. Nó không tự bắn các bạn, hồi nãy giờ nó ủa sao nó cứ không tự bắn. Rồi, dứt nó, đúng rồi, hay. Lâu rồi mới dùng kỹ thuật xe tăng mình cày nát căn cứ của đồng minh. Đây, thằng này cũng nguy hiểm đấy, nhưng mà thường ơi. Đây, xin tí tiền. Ô, mình nhái được cả cái súng kia của nó. Thế lại đỉnh quá. Mình vừa có súng máy, vừa có laser của nó, thấy nó dở rồi. À, rồi đây, cứu nó. Thôi bắn bằng cái này đi. Kia chỉ được bắn xa thôi. Rồi đi. Banh nhà chính là nó xong. Thêm cái vụ chiếu chiếu này hay thiệt. Rồi tới lượt cái này. Rồi xong, một căn cứ đã banh. Tạm lui lại đây. Rồi, tất cả ra đây. Giờ thì ở nhà mình mua trực thăng. Ở dưới cái màn này mình chơi mình không túng thiếu lắm các bạn. Tính mua xe tên lửa mà họ xét thấy cũng không cần. Xe chống cái con bắn súng máy cũng không cần. Rồi đây. Với thằng này chả cần làm gì nhiều, cho nó một tí chất độc hóa học là được rồi. Cái đó mình nói là hóa học hay hạt nhân thì mình không biết. Rồi ok, gọi chừng 20 chiếc này ra là chiến được rồi. Rồi nó né được thì cũng không sao. Nó đang cần căn cứ, nó thì cái chiêu này không hiệu quả cho lắm. Mà này đồng minh thấy nó đuối đuối. Đây. Rồi anh em tất cả đổi qua cái chiếu chiếu này để mình xài coi. Rồi đây, chạy anh đây rồi mình đánh dập xuống. Rồi, ok. Nó đi không có đội hình đôi khi cũng là một bất lợi, mà kệ nó cũng không sao. Mấy chiếc xe này giờ có đã chất cái gì lên thì cũng không nguy hiểm lắm. Có thể là chiếc này là hàng đóng băng nhưng mà cũng không sao. Rồi, ok. Chuẩn bị chơi. Chiếu. Chiếu. Cự ly bắn xa cho mình lợi thế các bạn. Cái xe múc tiền. Rồi. Này đi căn cứ không quân hả? À. Tiêu. Ê ê ê, pháo pháo pháo. Nguy hiểm. Chiếu. Ồ ồ, con pháo đó, con pháo. Chà, nguy hiểm, nguy hiểm. Chà, quên mất, nếu nó mà đi mình dùng thiết giáp cái này đụng con pháo của nó là mình mệt. Ê ê, cán 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 ngay, cán ngay. Bật lên, bắn qua đạn này. Rồi, ok, thành công. Nhứt cái con này. À quên, nhà lính trước không cho nó ra. Rồi, shotgun thì không bắn được xe tăng. Rồi đây, trời ơi, xe tăng của tôi. Dứt nó, dứt nó. Bầm tàu lông. Ủa, mình chiến thuật xe tăng nguy hiểm quá. Mình mà nó mà có cái con pháo đó nó nã mình cũng chê dễ chết.
đây? Ồ, nó bắt trước rồi mấy con này của mình. Rồi mà thôi cũng không sao. Rồi xong. Đội 1 nghe lệnh. Đội 2 nghe lệnh. Cho cái nhà rút rút tiền của nó đi ngay. Đội 1 nghe lệnh. Cứ lấn lên đây là tính. Không ngờ nãy một cái xe pháo nó dứt gần hết tăng của mình. Nguy hiểm quá. Đây, lấy con này ra, cái này ra. Rồi đây, nhào vô mà bắn phá. Oh, bên này thì nó lại có cái này. Ở đây nó có xe, đây phe chỗ này thì nó có xe trụ. Nó xe trụ là rất nguy. Ôi, đội 2 nguy hiểm. Dứt ngay. Ồ, không mua phòng không là hơi dở cho mình chỗ rút này. Mà sao kệ không sao. Nó banh mất cái này là nó cái xe nhà tăng là nó chết. Cản nó. Rồi máy bay nó hết đạn rồi các bạn. 4 chiếc thì đáng sợ chứ mà 1 chiếc thì không bắn kịp đâu. Rồi. Banh chưa? Chưa banh hả? Rồi dứt nó. Mấy chiếc lên sau rồi nó tự sửa luôn. Gì đây được nó? À nó còn nhà chính nó chạy ra đây nhưng mà có trực thăng rồi. Tính ra dùng trực thăng mà này vẫn ngon hơn nha. Ôi trời. Có này luôn hả? Đây nhái công nghệ vậy là hơi ăn gian ấy nha chú em. Dứt cái nhà chính nó. Sau đó mới chuyển qua tới cái này. Thua nha cô em. À, rồi thua thì cũng đừng có buồn. Thì chơi có thắng có thua có gì đâu. Mà này nếu mà dùng chiến thuật gà bay có lẽ mình thắng lẹ hơn nữa. Nhưng mà thôi được rồi, gà bay chơi gà bay hoài cũng kỳ. Chú ăn gà riết mới ngán các bạn đúng không. Đôi khi mình phải chuyển qua thứ khác ăn cho đỡ ngán. Rồi ok, chúng ta có thiết bị vận chuyển không gian của di chuyển không gian của đồng minh rồi. Rồi mở cái gì đây, đừng nói mở khẩu pháo nha. Rồi à không, mở cái trực thăng đóng băng các bạn. Mà này chắc nó biến tất cả là nhỏ xíu rồi, chứ trực thăng này có một là đóng băng, hai là biến nhỏ. Cái này cuối cùng cũng có cái này gọi là cái lâu đài của Tesla hả, này cái trụ cái cột thủ lôi hơn. Rồi ok. À, chuyện gì chuyện tập sau rồi tính. Nói chung là giờ tổng hợp lại coi, Liên Xô thì hầu như là mình đã có được những món vũ khí chiến lược rồi, nhưng mà những món vũ khí mạnh nhất thì mình chưa có. Hệ thống phòng thủ thì thiếu cái này. Vậy là cái này gọi là cái Stentrike kênh hả. Như là mình gọi con này là bốn nòng đi, mạnh quá. Giống khẩu bốn nòng của Đức á. Đồng minh thì còn thiếu nhiều lắm, nhưng đâu bị mạnh rồi chưa có. Mới có được món Bohemian ship với lại con này là ngon thôi. Con này cũng chỉ tầm trung, chủ yếu là mình lính thì mình cần cái hàng đóng băng này nè, chứ con Tania này thì cũng không cần lắm. Về bộ binh thì có thể cần hai con này. Con này thì hơi khó ra nên không tính tới nó. Cái này thì không cần, cái này thì cũng không mấy tác dụng, chủ yếu là cần không quân cần con này. Về Nhật thì gần như là đủ hết rồi, hầu như giờ thiếu mỗi cái con này thôi. Con này có cũng được, không có không sao. Con này cũng vậy. Nói chung là về Nhật thì cứ dùng con gà bay này mà mình càng thôi. Bộ binh thì chúng ta thật ra cần con ong này hơn là hằng này. Cái lộn như vậy, cái lực lượng Archer này là con gái nha các bạn. Nó dạng như cung thủ mà luyện từ đền thờ á. Cho mấy con này nó đi hỗ trợ cũng khá là ngon nè. Nó phối hợp với mấy con gà khá ngon. Con gà thì nó lì hơn được chút, con này thì nó dễ chết. Nhưng mà được cái là nó có khả năng là nó vô hiệu hóa một số cái đơn vị ở dưới đất, đặc biệt là cơ giới của đối phương. Tên lửa nó bắn ra khá mạnh, với lại nó rẻ hơn. Con này thì mắc hơn chút, con này 1200, con này có 900. Với lại con này nó bay lẹ hơn nữa, lẹ có điều mà nó ít giáp quá, nó không có chụp cái giáp lên được. À, ra đa phần là dũng dẫn cho mình chiến thuật gà bay chứ không phải chiến thuật con ong. Con ong này cũng khó lấy lắm. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.